Hey, hôm nay rỗi uh, rỗi ngồi nói chuyện với uh, các bạn nhỉ Với lại là hôm nay cũng kiểu như là dậy sớm ấy Đầm ra là ngồi làm cái uh, video này, làm cái deep log này à, Cái con game mà mình đang làm đây, nó vẫn là như vậy Vẫn là như thế này, chưa có cải thiện thêm được chút nào Tại vì là khi mà mình đang làm ấy, mình lại uh, có việc Đó đầu tiên là cái website nó bị lỗi đấy, thế là mình lại phải đi sửa lại cái website tại vì việc sửa lại cái website này nó cấp thiết hơn, nó do vậy là mình phải sửa lại cái website. À, cái thứ hai là mình đập hết cái animation của cái bọn này đi mình làm lại, tại vì là cái thằng spin ấy thì Uh, khi mà cái người uh, người ta bán cái access này thì trong cái spin đấy nó lại không có cái sự kiện ép vào để mà nó đồng bộ những cái hành động của đối tượng game với lại là cái animation đó uh, đây mình mở cho các bạn xem này đó cái animation nhảy kia này đó uh, di chuyển của con enemy và các cái animation bắn này nó phải là là được à, đồng bộ với lại là cái hành động của cái đối tượng game ha. Khi mà chúng ta code thì nó mới cảm thấy là mượt mà hơn. Chứ hành động nó xảy ra mà nó không có khớp với animation thì nó cảm giác nó lệch pha và nó khập khiễng, nó chán lắm. Đó. Do vậy là mình đọc sạch đi mình à, làm lại bằng cái animation là frame by frame của cái thằng Unity để mình có thể add cái sự kiện vào trong đó. Thì do là mình không có cái phiên bản trả phí của cái thằng SPIN thôi Nếu mà có cái phiên bản trả phí thì mình sẽ có thể là tùy chỉnh được cái sự kiện ha Thì chắc là mình sẽ tiết kiệm tiền để mình mua cái SPIN nó cũng khá là cần thiết đấy Rồi OK, quay lại chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta làm game vì chúng ta thích, chúng ta yêu cái con game mà mình đang làm hay là chúng ta làm vì cái sự kỷ luật ha à, cái vế đầu tiên thì chúng ta làm vì cái việc là chúng ta thích đó nó rất là sướng mà. đó mình cũng thế thôi mình bước chân vào game là mình thích game mình thấy là thế giới game rất là sinh động rất là màu sắc và mà trong cái thế giới game đó thì mình như kiểu là chúa mình có thể là tạo ra à, những cái à, không cảnh vào những cái thế giới tùy vào ý tưởng của mình, tùy vào sáng tạo của mình nhưng đó chỉ là cái bề nổi và cái màu hồng khi mà mình mới bước chân vào game thôi. Còn khi mà mình đã thực sự mình bước chân và mình làm ấy thì nó sẽ có những cái giai đoạn là mình rất là chán, mình 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 chán và mình uh, bế tắc, bế tắc tại vì mình không biết làm cái con game này như thế nào, không biết làm cái tính năng này như thế nào mà chán chán là mình làm cái thời gian nó quá là dài đi mà nó lại không có tiến triển được nhiều đó thì khi mà chúng ta chán như thế chúng ta có nên dừng lại hay không chúng ta có nên nên là bỏ quách cái con game đấy đi không theo mình là không nhá không nhá không tại vì sao tại vì là khi mà bạn bỏ một con game đi, bạn không làm nó nữa ấy, thì cái sự tự tin của bạn nó sẽ bị giảm đi một chút nhá đó giảm đi một chút và ừ. khi mà bạn cứ chán rồi mà bạn bỏ cứ chán rồi bạn bỏ thì làm sao mà bạn có thể finish được một cái con game hoàn chỉnh làm sao mà bạn có được một cái sản phẩm hoàn chỉnh của riêng mình đó à, chúng ta thấy là có rất nhiều người thành công với game có rất nhiều người là là làm được những game nổi tiếng hay là bán được những game rất là chạy thì họ chia sẻ rằng là tại sao họ lại làm được cái vấn đề đó là tại vì họ thích nó họ thích họ yêu cái sản phẩm của mình và họ có thể là là làm nó thành công đến như thế là họ yêu họ họ thích nó lắm do vậy là họ có thể là làm được như vậy nhưng mà không phải đâu đó đó là chỉ là cái bề nổi ở cái bề đầu tiên thôi chứ còn cái bề sau ấy thì nó còn là bế tắc này, còn là những cái lúc chán này, còn những cái, những cái lúc khó khăn này, nó rất là nhiều thứ, chứ nó không chỉ có là là vấn đề về thích ở bề mặt hay không, đó. Cũng như là chúng ta tán gái thôi, tán gái thì mới đầu thấy thích thấy xinh thì ai cũng muốn là là làm quen, đủ chơi các thứ nhưng mà khi mà đến lúc uh, uh, quen rồi thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái việc là cãi nhau rồi là bất đồng quan điểm đó rồi là giận nhau nhiều nhiều thứ mà khi mà chúng ta cứ giận cứ chán cứ như thế rồi chúng ta chia tay thì không thể nào chúng ta có thể tiến tới một cái mối quan hệ lâu dài đó game thì cũng là như thế thôi cũng giống như vậy đó chúng ta phải có kỷ luật và phải à, xác định được là khi mà chúng ta làm một con game nó sẽ đọc vào mặt cho chúng ta những cái khó khăn đó và những cái khó khăn đó chúng ta sẽ phải giải quyết những cái bế tắc đó chúng ta sẽ phải giải quyết đó nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn là chúng ta sẽ nghỉ một cái thời gian để chúng ta lấy lại sức nghỉ một thời gian ngắn để chúng ta lấy lại sức và khi mà chúng ta cảm thấy là năng lượng chúng ta đã có rồi chúng ta muốn tiếp tục rồi thì chúng ta sẽ đi vào giải quyết từng cái vấn đề một để mà chúng ta có thể giải quyết dứt điểm những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải để mà hoàn thiện cái um, con game của mình đó nhưng mà cũng đừng có là chủ nghĩa hoàn hảo quá ha Chúng ta muốn làm cái con game uh, cực kỳ hoàn hảo con game là không có bất hay là con game mà mà game Play thật là hoàn chỉnh thật là hay ơi là hay thì sẽ khá là khó Tại vì là không có cái gì là hoàn hảo cả chúng ta finish trên cái tinh thần là những cái uh, tính năng những cái vấn đề mà chúng ta đã đề ra từ trước và nó gọi là nó tương đối thôi rồi chúng ta sẽ cải thiện dần nên chúng ta đừng có mà uh, vứt bỏ nó khi mà chúng ta chán là được đó đó là cái vấn đề mà mình muốn nói trong cái video này đó không không nên là uh, chỉ có thiên về cái vấn đề là làm game vì thích hay không mà xác định trong cái à, vấn đề làm game đó nó còn cả những cái khó khăn những cái bế tắc rồi là những cái vấn đề đằng sau mình phải giải quyết nữa do vậy là mình phải luôn giữ được cái năng lượng tích cực và kiên trì với cái con game với cái sản phẩm của mình thì chúng ta sẽ có cái tự tin nó sẽ có được cái sản phẩm của chính mình để mà chúng ta có thể là à, đi xin việc hoặc là à, mang ra ngoài để mà chúng ta phát hành hay là chúng ta làm cái gì đó thì tùy chúng ta đó nhưng mà nên kiên trì nên có kỷ luật để mà chúng ta đạt được những cái thành quả tốt nhất ha ok nếu mà bạn thích video này thì like hay là chia sẻ nó rộng rãi hơn còn nếu mà không thích thì cứ dislike ha ok bye bye